Hey, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với khóa học Laravel Framework được phát trực tuyến từ Trung tâm Đào tạo Lập trình Suntech Việt Nam. Tiếp tục ở video này, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu tiếp những cái phương thức còn lại ở trong router, đó là các phương thức Post, Pass, Delete, Option và Push. Thì đây là một trong những phương thức cơ bản nhất mà chúng ta thường gặp. Và ở những video trước thì tôi đang hướng dẫn các bạn các concept ở trong router như là prefix, middleware hay là routerware, router namespace. Thì tất cả những cái concept đó tôi đang demo cho các bạn trên router get. Thì những router mang cái method còn lại như là post, pass, delete, push, option thì chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng được những concept đó. Thế nên ở video này tôi sẽ không nói lại những concept đó nữa, mà tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách dùng các router method mà tôi vừa kể trên để thực hiện những cái ý đồ của mình trong project, trong cái bài toán mà các bạn gặp trong thực tế đó. Và tôi sẽ demo ở video này, tôi sẽ demo hết tất cả những cái phương thức còn lại. Ok, thì các bạn biết là đối với phương thức get thì chúng ta có thể truy cập trực tiếp ở trên thanh địa chỉ URL của trình duyệt, nhưng đối với các phương thức post, pass, delete, push và option thì chúng ta sẽ không thể làm được điều đó. Mà tất cả những phương thức này nó đều được truyền thông qua một cái form đó. Thì để thực hiện việc đó thì bây giờ chúng ta sẽ có một cái ví dụ như sau. Tôi sẽ mở project của mình lên, các bạn đảm bảo là đã bật Raragon lên và đã start server rồi đó. Tôi sẽ bật project của mình lên và tôi sẽ vào phần router. Đây là những router của buổi trước chúng ta đang thực hiện demo. Thì bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái form. Tôi giả sử tôi sẽ sử dụng router, tôi sẽ sử dụng form user, đơn giản như vậy thôi. Và chúng ta sẽ tạo ra một cái router ở trong router của mình là grid user đó. Chúng ta vào trang grid user thì chúng ta sẽ lấy ra được cái gì các bạn? Chúng ta sẽ lấy ra cái form grid. Thì tôi sẽ vào controller và tôi sẽ tạo ra một phương thức grid. Phương thức grid như thế này. Đó, sau đó tôi sẽ load cái view lên. Tôi sẽ load view như tên view và tôi sẽ gọi đến backend.user.grid như thế này. Đó, tôi chạy nó lên. Thì lúc này chúng ta sẽ chạy thử cái router này lên. Thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ chưa load được view vì chúng ta chưa tạo view. Thì tôi sẽ vào trong view resource và ở trong đây tôi sẽ tạo ra một thư mục là backend. Thì chúng ta sẽ tổ chức cái thư mục như thế này luôn để chúng ta tiện làm project. Như ở video đầu tiên tôi có giới thiệu cho các bạn, đó là tôi sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng được một project căn bản với Laravel để từ đó các bạn có thể hiểu sâu hơn về framework này. Đây, giả sử ở trong đây tôi có một cái form là user form. Tôi giả sử như vậy, chúng ta chạy lên đã với cái router là user grid như thế này. Not found, tại sao vậy? Chúng ta thiếu một cái prefix, đó là backend. Đây, thì chúng ta sẽ truy cập là user backend như thế này. Ok, hôm nay chúng ta đã chạy được vào thằng user, nhưng chúng ta đây phải đổi cái method này, không phải là index mà là grid. Và tôi sẽ đặt router name đây là grid. Đó, thì các bạn nên đặt router theo, đây là cách mình hay đặt tên thôi để dễ quản lý, thì theo cái prefix này, tên của cái controller này, user ngắn gọn như này thôi, và tên method. Chúng ta đặt như này thì chúng ta sẽ dễ quản lý hơn, chúng ta sẽ dễ nhớ hơn nữa. Các bạn có thể đặt với một tên khác tùy các bạn thôi. Thì ở đây mình không có bắt buộc là phải đặt giống như của mình, nhưng các bạn hãy đặt làm sao để các bạn có thể quản lý dễ nhất. Ok, tôi sẽ chạy lại. Đó, lúc này chúng ta sẽ có form user form. Và bây giờ tôi sẽ tạo ra một phương thức mang, một method, một cái router mang phương thức là
PoS, hay nói cách khác là method là PoS, thì chúng ta tạo ra một cái hình thức là store trong controller đó, và chúng ta sẽ tạo ra một cái router PoS như thế này. Đó, và tôi đặt như thế này. Đây tôi sẽ để là store. Đây tôi sẽ để là store. Ok, lúc này chúng ta sẽ quay trở lại phần view. Chúng ta sẽ tạo ra một cái form user. Tôi sẽ tạo ra một in một cái form để chúng ta cần đến thẻ form chắc chắn rồi. Chúng ta có action, chúng ta có method. Method ở đây tôi sẽ để là post, và tôi sẽ có các inputs text với cái name. Tôi để ví dụ như user thì tôi sẽ có là full name đó, và tôi đặt một cái place order là do full name như thế này. Sau đó chúng ta sẽ xuống dần, tôi sẽ để hai input thôi, user là thông tin user như là email, đây sẽ là email và đây sẽ là email. Tiếp theo tôi có input thứ ba, ví dụ như là form đăng ký thì chúng ta sẽ có password, đơn giản như vậy. Đây sẽ là password và đây sẽ là your password. Đây, và cuối cùng chúng ta sẽ có một cái button tài là submit, và các bạn sẽ có một cái là register. Đây, ok, tôi chạy cái form này lên. Đó, thì chúng ta có được cái form như thế này. Các bạn hoàn toàn có thể CSS cho nó một chút xíu. Tôi sẽ viết thẳng vào đây luôn. Tất nhiên là trong quá trình làm dự án thực tế, nếu bạn làm dự án thật thì không nên viết như tôi. Đây là demo thôi, bởi vì viết như này thì sẽ rất là khó quản lý. CSS các bạn nên viết ra một file khác, nhấn nút vào nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Input, và tôi để margin button, tôi để khoảng 10%, giả sử như vậy để chúng ta nhìn cái form thoáng hơn thôi. Đây, kiểu như thế này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thực hành là chúng ta muốn khi nhấn đăng ký thì chúng ta sẽ gọi đến trang đăng ký như thế này. Đó, khi các bạn click vào thì method nó sẽ gọi trực tiếp lên đây. Các bạn sẽ thấy là nó gọi trực tiếp lên cái link này. Nhưng cái link này nó mang phương thức get nên nó sẽ báo lỗi như thế này. Đây. Thì lúc này chúng ta cần truyền lên đây là router name. Chúng ta cần gọi đến store. Thì các bạn sẽ làm backend user store như thế này. Đó, quay trở lại đây. Thì lúc này cái form của các bạn ấy, nó sẽ gọi đến đúng cái nơi mà chúng ta cần. Đây, backend user chính là cái đường dẫn này để gọi đến cái method store. Đó, thì trước khi gọi thì tôi sẽ có một cái chú thích như thế này. Đó là tất cả các request của form khi gọi lên trên server ở trong Laravel nó đều cần có một cái token key. Nếu không có token key thì hệ thống của Laravel, hay nói cách khác là middleware, nó sẽ đi qua một cái middleware của Laravel và nó báo là page expire, nó không cho phép truyền data lên khi mà không có token key. Ví dụ ở đây tôi cố tình nhấn register. Đó, các bạn sẽ thấy là page expire, có nghĩa là đối với Laravel khi mà submit lên nó cần một cái token key, và cái token key đó nó sinh ra ở trong cái form này. Đó, thì làm sao để chúng ta có thể sử dụng được cái token key? Đó, thì chúng ta sẽ có một cái gọi là CSRF như thế này. Đó, thì đây là cách viết ngắn gọn để chúng ta tạo ra một cái input và chứa cái token key. Đây, thì làm thế nào để chúng ta biết đó là cái input đó như thế nào, thì chúng ta có thể xem đây. Các bạn thấy là khi chúng ta khai báo cái CSRF thì nó sẽ sinh ra cho chúng ta một cái input với cái name là token, và nó sinh ra một cái mã này. Nói cách khác là để tăng tính bảo mật khi mà submit form lên trên server thì trong Laravel nó có một cái middleware check cái biến token key này. Nếu các bạn request lên server mà không có cái mã này
thì nó sẽ lỗi, lỗi như các bạn vừa gặp ấy. Mã này là do Laravel sinh ra nhé các bạn nhé. Đó thì các bạn chỉ cần hiểu cho mình như thế. Lúc này các bạn submit lên, ok, không vấn đề gì. Đây, nên đây là trang trắng. Thì ở trên user này nó đang là trang trắng. Chúng ta sẽ dependent cái request này vào trong store như thế này. Request. Và chúng ta xem là chúng ta sẽ lấy được cái gì trong biến request này. Thì để lấy ra data của tất cả các input trong form khi mà request lên, thì chúng ta sẽ dùng request trỏ đến all. Và chúng ta dùng DD này để debug. Nó tương đương với hàm VADAM ở trong VP. Đây, các bạn chạy thử lên. Thì chúng ta sẽ lấy ra được cái dữ liệu này. Đây, chúng ta lấy ra được token key. Thì đối với request all này, nó sẽ lấy ra tất cả các input có trong cái form mà chúng ta vừa submit. Đây, tất cả các input và cái name tương ứng của từng input đây. Bây giờ chúng ta nhập liệu đầy đủ này. Thì các bạn sẽ thấy ví dụ như là thì thôi. Ví dụ như là thì thôi.info@gmail.com và chúng ta nhập password và cái tên, thì các bạn sẽ thấy chúng ta lấy ra đầy đủ thông tin như thế này. Đó, ok, vậy thì đây là chúng ta đang sử dụng đối với phương thức post đó. Và bây giờ chúng ta muốn sử dụng nó không phải là post mà nó là một phương thức, tôi tạm gọi nó là put đi, dành cho update. Thì tôi tạo ra một cái phương thức public function là update như thế này. Update. Đó. Và tôi cũng sẽ sử dụng dependency request như thế này. Và tôi sẽ DD cái request này ra. Đó, xem chúng ta có vấn đề gì ở đây. Public function update request. Ừ, sao báo lỗi gì đây? À, đây bị thừa một dấu. Ok. Lúc này quay trở lại cái form này. Quay trở lại cái form này. Làm sao để chúng ta biết chính xác là chúng ta đang gọi vào mất update hay không, thì chúng ta in ra cả cái method này nữa. Đó. In ra cả đây nữa. Đây. Ok. Và chúng ta tạo ra một cái phương thức tức là update như thế này. Tôi giả sử ở đây tôi sẽ là update user update như thế này. Đó. Và đây tôi sẽ là update. Thì lúc này tôi sẽ thay ở đây nữa là update, tạo ra một cái router mới. Thì lúc này cái method form của chúng ta không phải là store nữa mà nó sẽ là update như thế này. Đó. Và đồng thời lúc này các bạn thử sử dụng xem có ok hay không. Chúng ta chạy create lên. Ví dụ như là Suntec Việt Nam. Suntec Việt Nam. Đó. Đào tạo lập trình. Tạo lập trình Suntec Academy.com. Bây giờ sẽ như vậy. Thì nhấn submit lên. Đó. Thì các bạn sẽ thấy là à, lúc này nó gọi đến phương thức update. Đó. Nhưng chúng ta đang để nó là phương thức là post. Nếu bây giờ chúng ta thay là put thì sao? Chúng ta thử lại xem có được không nhé. Suntec.com. Và tôi nhấn lên. Đó. Chắc chắn là các bạn sẽ thấy lỗi. Đây. Chúng ta sẽ thấy lỗi như thế này. Có nghĩa là cái phương thức của chúng ta định nghĩa ở trong router thì là put, nhưng khi chúng ta gọi lên, request lên thì method lại là post. Thì lúc này Laravel nó báo là chúng ta sẽ có một cái lỗi như thế này. Tức là phương thức post thì nó không hỗ trợ cho cái router là put. Vậy làm sao để chúng ta có thể sử dụng được khi người dùng định nghĩa router là put mà method của form lại là post? Thì chúng ta sẽ phải sử dụng thêm một cái method như thế này. Chúng ta sẽ đăng ký một cái method thông qua cái component blade của Laravel như thế này. Và chúng ta chuyển tên method để chúng ta đăng ký vào. Lúc này quay trở lại đây. Chúng ta chạy thử này. Ví dụ đây tôi để là Suntec Việt Nam.
nhấn đăng ký. Đó, các bạn thấy, lúc này chúng ta đã gọi vào phương thức update rồi và lấy ra được cái thông tin của form. Và các bạn nhìn ở đây, chúng ta sẽ thấy biến method là put và token ở đây được sinh ra như thế này. Vậy tương tự đối với những trường hợp khác như là delete hay là pass thì chúng ta cũng chỉ cần thay giá trị ở đây là được. Tôi lấy ví dụ, tôi vẫn để là update nhưng tôi thay ở đây là pass. Tôi thay ở đây là pass. Đây, pass như đây không có s các bạn nhé. Pass như ở đây. Và tôi sẽ tạo ra một cái, tôi đổi đây thành pass như thế này. Thì các bạn sẽ thấy là nó vẫn ok, không vấn đề gì cả. Tôi chạy thử lên này. Đây, nếu tôi submit này, thì chắc chắn là nó sẽ vẫn vào cái validate form của mình, vẫn vào phương thức update của mình. Đây. Nhưng lúc này phương thức của nó đổi là pass. Đó. Ngoài ra delete thì sao? Cũng không thay đổi cách dùng, vẫn như vậy. Tôi thay đổi đây, tôi giả sử là như thế này, thay đổi đây là delete. Thì lúc này ở ngoài form của chúng ta phải thay đổi cái method này là delete thì mới gọi được. Tôi giả sử nếu không thay đổi nó sẽ lỗi như thế này. Đây. Thì thực ra thì delete nó thường dùng cho những cái hành động là xóa, khi các bạn thực hiện xóa. Đó, thì đây là tôi demo thôi, thì tôi để tạm như này cho nó đỡ mất thời gian. Đấy, các bạn thấy là phương thức pass này thì nó không hỗ trợ cho router là delete. Đây, các bạn thấy là mình thay router delete nhưng vẫn để phương thức là pass như này thì nó không hiểu. Tại sao các bạn, nhiều bạn đặt câu hỏi là tại sao không thay method ở đây? Vì nó sẽ không hiểu cái method ở đây. Method ở đây trong HTML nó quy định chỉ có post get thôi. Thì chúng ta sẽ phải quy định nó ở đây. Thì sửa đây tôi chuyển nó thành delete thì chắc chắn là sẽ được. Đây, quay trở lại đây. Đó, các bạn thấy delete và gọi vào update rồi. Đó, tương tự với những method khác mà tôi giới thiệu đây. Trừ resource, tôi sẽ dành một video riêng để nói về resource. Thì option cũng tương tự như vậy. Các bạn chỉ cần nhớ cho tôi đó là đối với tất cả các phương thức ngoài get thì các bạn hãy đưa nó vào trong form để gọi. Ok. Đó. Và cách sử dụng của nó thì các bạn chỉ cần khai báo form là method và sử dụng cái component blade là tên của cái method, của cái phương thức router mà các bạn đang định nghĩa, đưa chuyển nó vào đây như thế này là được. Ok. Thì đối với phần router của Laravel như thế này là tôi đã giới thiệu cho các bạn hầu hết tất cả các router mà chúng ta thường dùng rồi. Và ngoài ra thì ở trong video này tôi muốn đề cập đến một cái câu lệnh router khá là hay mà chúng ta sẽ hay dùng. Đó chính là câu lệnh xem danh sách tất cả các router đang có. Thì các bạn sử dụng câu lệnh là artisan router list như thế này để các bạn xem được tất cả các router mà chúng ta đang có, đang định nghĩa ở trong cái thư mục này, định nghĩa trong web. Ngoài ra nó include tất cả những router có trong API nữa. Đó, thì các bạn có thể nhìn vào đây. Với câu lệnh php artisan router 2.list như thế này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cách rõ ràng về danh sách tất cả các router mà chúng ta đang có. Đó, và các bạn cũng nhìn thấy là nó sẽ mang method gì, URI của nó là gì. Đây, URI của nó chính là cái phần mà từ sau domain trở đi thì chúng ta gọi là URI. Và cái router name của nó là gì? Đây, đó. Đối với những router gọi đến controller thì nó sẽ đang gọi đến action nào? Đây, rất là rõ. Đó, thì các bạn để ý. Và cái middleware của nó đang là web hay là API? Thì đối với middleware tôi cũng sẽ có một video riêng để nói về middleware. Ok, có lẽ là video này tôi sẽ dừng lại tại đây. Các bạn đừng quên nhấn subscribe kênh Suntech Việt Nam ở trên YouTube để đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.